Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn tới channel của mình. Mình là Thùy Hưng Vlog đây. Hôm nay mình sẽ quay về bài học của mình nha các bạn. Mình không nói nhiều nữa thì mình sẽ rất là cảm ơn tất cả các bạn. Cái video lần trước vườn cây của mình nha các bạn. Cái video đó là 722 lượt xem rồi. Các bạn nhớ ủng hộ và đăng ký cho mình coi cho nha. Đây, hôm nay mình sẽ quay về bài học của mình đây. Mình xin giới thiệu với các bạn. Đây là cái quả địa cầu. Đó, nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó lấp lánh, nó có thể có đèn ở đây nè, thấy không? Đó, nó có, đây là quả địa cầu. Mẹ mình mới mua 75 nghìn nha các bạn. Rất là đẹp. Đó, thấy không? Ừ. Đây là, đó mình để đây nha. Rồi, đây là cái tủ. Cái tủ đây mình mở cho các bạn coi. À, có nomino, cờ thú, đèn, đồ cột tóc, thẻ uống sữa nè các bạn. Rồi. Đây là hình lớp mình nha các bạn. Đây, đó, nguyên cái chỗ của mình luôn nè. Đây, đây chưa? Mà kéo ghế cho các bạn coi. Đây, ở trong đây thì có cái túi đựng tiền với cái nhẫn của mình á. Đây là cuốn truyện, hai cuốn truyện, với lại khẩu trang, với lại pin con quay á. Đây là cục chuốt tập để học, chứ khẳng ra cho bạn coi. Đây là bao lì xì năm Tết. Đây hả? Có màu sách, sách tủ vật màu nữa. Ở trong là học bút đó, các bạn thấy không? Mình kéo ghế vô đây hả, rất là nhiều. Đây bây giờ mình sẽ quay chỗ này cho các bạn coi nha, nên mình tắt cái này cái ra. Rồi đi, đây là giường của mình nằm. Đây ở đây có con gấu, con gì nè, con thỏ, con bò, con bé, con ngựa. À đây, đây là Lego mình đã xếp nè các bạn. Đó, thấy không? Đó, mình xếp nè. Đó. Đó, thấy không? Đây là mình trực mình xuống cho các bạn coi Lego nha. Đây là cái căn nhà mình xếp nè. Đó, thấy không? Đó. Các bạn thấy rõ không? Đó, đó mình. Các bạn thấy không? Đó. Bên đây cũng vậy. Đó, các bạn thấy không? Nào trước. Ở trên nuôi xuống. Cây dụng. Đây là căn cứ của bọn cướp. Đây là cướp. Đây là cái rương. Đó, ai cho mày. Ui, nó phòng mình. Đó, nó kẹo nè. Đó. Ui dạ. À. Rồi, thôi bye bye các bạn, hẹn các bạn lần sau. Bye bye các bạn.